Look at this one. I love it. Wow, look at this one. Oh my God. Wow, a lot more coming, see? Oh my God. I like it. Đây hai trái ổi mình mới bẻ xong đây. À, nhìn trái ổi nó căng bóng mà cái da nó vàng nữa. Rất là thơm. Đây là ổi xế lị nè các bạn. Mến chào các bạn. Hôm nay mình đi ra vườn, mình coi mấy trái ổi của mình. Hôm kỳ rồi mình nói các bạn là mình đã bao lại đó. À, những trái ổi của mình đó thì bây giờ mình thấy là nó đã to to hơn tí rồi. À, mình định cắt vô ăn thử coi nó như thế nào. Mình sẽ ăn được quá. Đây trái này nữa nè, cũng bự quá. Để cho mình mở ra coi. Gì anh? Ăn không? Xé lại đi. Nè, trái này cũng to quá. Ừ. Bữa hổm thì mình bọc nó lại nó nhỏ xíu à, hôm nay nó ra to rồi. Chắc ăn được rồi, mình bẻ vô đi. Cắt cái ổi này ăn thử đi. Cái này nữa ha. Cắt này đi ha nha. Hôm nay có bạn Hiền của mình tới chơi đi bẻ ổi tặng đãi bạn Hiền của mình. Đây là trái ổi. Trời ơi, ở Mỹ mà trồng được ổi hay lắm á. Cắt cái này nữa ha nha. Mình nghĩ vô chẻ ăn thử đi. Đây là hai trái ổi mình mới cắt vô. Có hổm thì mình bọc nó lại đó, nó nhỏ lắm. Hôm nay nó to lại rồi. Nó to mà trái ổi nó mướt nữa. Giờ thơm á. Ổi xá lị. Hai cái trái này cũng còn non, chưa có ăn được. Cái này luôn. Bạn thấy không? Nhìn trái ổi ngon không? Hôm nay ở nhà hàng xóm của mình có tiệc hay sao đó mà mở nhạc, ăn uống barbecue ở ngoài. Nhìn vui quá. Đây, mình cũng bẻ được hai trái này. Mình thấy cái ruột của nó cũng nhỏ nữa. Nó dày cơm ha. Cái da thì bóng, còn cái thịt thì nó dày. Các bạn ơi, đây là cái tắc nè. Quá chừng trái luôn. Wow, mê thiệt đó nha. Bây giờ mình cắt. Của người hàng xóm đó các bạn. Ăn cắp. Ai biểu con gieo qua nhà làm chi, đúng không? Wow, quá chừng luôn, người ta đâu có xài hết đâu. Ha. Để đi. Đi quanh cho mấy cà ri đi trước. Đi trước. Quá chừng luôn các bạn ơi. Anh biểu nó quen. Nó gieo qua nhà mình chứ đúng không cô? Ha. Oh my god. Is that enough? Wow, look at this one. I love it. Oh my god. Wow, a lot more coming, see? Oh my god. I like it. I love it. Các bạn coi nè. Cái cây tắc gì mà nó quá trời trái luôn. Bạn thấy không? Quá trời luôn. Wow, how many? Can you eat, baby? What? Các bạn ơi, nhiều quá. Cái tắc mà trái quá chừng luôn. Oh. Yeah, baby orange. Oh.
gì? Smell, you can smell. You never see it. By your house you don't see it. Trời ơi. Cái tắc này quá chừng. Try it. Wow, how come they grow? Sao? Có chừng trái luôn. Cái tắc này tắc chua, tắc tròn. Quá chừng trái. Tham quá chừng luôn. Trời ơi, tắc này đã thiệt. Quá chừng trái luôn các bạn ơi. Nhìn ham quá. Tắc này tắc tròn. Chua quá. Như ăn tắc này á, có vitamin C để giải cảm á các bạn. Thấy mê quá. Tắc thấy mê quá. Of course, when you buy the house, just like that, baby. Build the house, so pretty, so you can buy a lot of things too. Tắc này, wow, pretty. So pretty. Tắc này tắc tròn, chua. Mình rất là vui khi được chia sẻ với các bạn trong cái video này về cái thu hoạch vườn trái cây nhỏ nhỏ của mình, thu hoạch ổi. Mình xin chào tạm biệt các bạn nha. Và xin đăng ký link Kylie, cũng như là bấm nút thích hoặc là cái chuông để mà đón nhận những cái video kế tiếp của mình nữa. Và xin chào tạm biệt các bạn.